Tới lúc mà mình vô bàn mình ngồi á, thì nhìn thấy chị đó, chị ngồi bên cạnh, quay sang hỏi: ủa anh là bạn với mấy người xung quanh hả? Mình hỏi câu vô duyên, mình bạn với mấy người trong bàn, mình hỏi câu vậy. Ấn tượng đầu tiên em và vợ em lúc đó là cô này đẹp, nhưng mà hình như hơi bị vô duyên. Tôi có 50 mấy ký à, vừa ốm vừa đen vừa xấu, mà mắt lòi ra nhìn kỳ quá, nhìn không có giống người bình thường. Cái em mời lời, em phải về Long An em ăn cơm ở nhà, nếu anh thích em về nhà em ăn cơm. Cái một tiếng sau xuất hiện trước nhà, bắt đầu karaoke xong cũng trả rồi, cái em cũng nói sẽ lỗi thôi. Thôi trễ rồi, thôi chắc anh về nhà cũng xa, thôi chắc anh em mình trải chiếu ngủ đỡ đây, rồi mai đi làm cũng được. Cái anh ưng thì chị ưng luôn rồi luôn, cái hai anh em trải chiếu ngủ nhà cũng đỡ luôn. Dạ em là Nguyễn Phi Phụng, năm nay em 28 tuổi, em là kiểm toán viên. Em là Danh Thế Minh, em năm nay 30 tuổi, em là giám sát kinh doanh. Rồi các bạn quen nhau trong trường hợp nào? Dạ em với Phụng quen nhau trong một dịp đám cưới á, thì tới lúc mà mình vô bàn mình ngồi á, thì nhìn thấy chị đó, chị ngồi bên cạnh, quay sang hỏi: ủa anh là bạn với mấy người xung quanh hả? Mình hỏi câu vô duyên, mình bạn mấy người trong bàn nữa, hỏi câu vậy. Ấn tượng đầu tiên em và vợ em lúc đó là con này đẹp, nhưng mà hình như hơi bị vô duyên. Rồi sao vậy? Cái ngồi nói chuyện một hồi thì thấy rất là mến, nó dễ thương mà nói chuyện rất là hay á. Xong cái buổi tiệc đó xong, em có xin số điện thoại thì em có dặn là khi nào về nhà thì gọi điện cho anh. Nhưng mà tối đó em xỉn cái điện thoại tắt nguồn, thì tối đó về về tới nhà rồi gọi điện cho em rồi gọi điện không được. Em gọi điện không được? Dạ. Rồi lúc đó chắc là giận. Dạ không giận anh, tại vì lúc đó ấn tượng với em ông này xấu lắm. Hồi đó không có được vậy đâu anh, hồi xưa có 50 mấy ký à, vừa ốm vừa đen vừa xấu, mà mắt lòi ra nhìn kỳ quá, nhìn không có giống người bình thường. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi làm sao lại yêu? Dạ đâu có yêu đâu chị, bị tấn công riết rồi, rồi phải đầu hàng thôi đó chị. Chà là... chắc tấn công dữ dội lắm. Đám cưới thứ năm, cứ qua thứ sáu là không liên lạc, qua thứ bảy cái rồi em gọi điện chị đây rồi ăn cơm trưa, thì chắc là dặn em là hôm về gọi điện không được hay sao á. Cái mời lời, em phải về Long An em ăn cơm ở nhà, nếu anh thích thì anh về nhà em ăn cơm. Cái một tiếng sau xuất hiện trước nhà. Mà lúc mà đi về là em dự tính là em sẽ ngủ lại nhà này. Không, em không dự tính ngủ ở nhà Phụng, tại vì ở gần đó cũng có nhà bạn. Là em định đi chơi là tối đó là về nhà bạn ngủ thôi. Nhưng mà tối đó có cái anh bạn của Phụng có tiền là thì ăn cơm xong rồi cái đi hát karaoke. Hát karaoke xong cũng trễ rồi, cái em cũng nói sẽ lợi thôi. Trễ rồi thôi chắc anh về nhà cũng xa, thôi chắc anh em mình trả chiếu ngủ đỡ đây rồi mai đi làm cũng được. Cái anh ưng thiệt chị. Ừ luôn cái hai anh em trải chiếu ngủ ở nhà cũng được. Hai người không về chị, khổ ghê vậy đó. Trời ơi. Hai ông ôm nhau ngủ chung chỗ vậy đó. Dạ đúng rồi đó chị. Hai ôm chị. Ý là chị nói là tình thương mến thương vậy đó, mà ai mà tình địch mà ngủ chung một chỗ, chung một giường với một chiếu bao giờ. Nhưng mà không làm cách gì để mà đuổi ra cái anh ấy về hay sao? Em cũng sử dụng cái chiêu lúc trước là mua bia về nhà uống rồi. Mà anh đó cũng đồ mạnh đó. Đồ mạnh hơn em. Nhưng mà cái người bạn kia của em á, tức là hai người đó, thì sáng mai ai là người về trước? Em nhớ cái chi tiết á là hai người sáng mét nhau kinh khủng quá chị. Cái anh kia thì mét là cái anh này ngủ nghiến răng ngủ không được. Trời ơi, trời kêu nói xấu đó. Còn cái anh kia thì mét anh này ngáy ngủ không có được. Nói chung hai người cứ mét nhau vậy đó, là giống như bêu xấu nhau vậy đó chị. Cái ông nào mà nghiến răng, ông nào ngáy. Ông này nghiến răng, ông kia ngáy. Rồi lúc cái gia đình bên em có nói gì không? Có bình luận gì gì? Gia đình nói sao mà hẹn hò gì mà sao không sắp lịch để chung. Trời ơi, phụ huynh cũng dữ dội. Rồi sao nữa? Sau cái đợt đó thì em lại thường xuyên lui tới nhà Phụng hơn. Thì Phụng cũng coi em là bạn bình thường chứ chưa có tình cảm thân với em cho lắm. Thì trải qua một cái sự cố là bên nhà Phụng với lại nhà hàng xóm sẽ xích mích. Em đứng ra bên giật thì cũng có lời qua tiếng lại vậy đó, mà chắc nhìn em cũng giang hồ giang nắng hay sao, cái mà hẹn của Phụng cuối tuần là dắt ba lô đi xuống cứ mọc rễ ở dưới đó chứ rồi tính sao. Em không có nhà cũng dắt ba lô xuống chị. Bao lâu thì lấy nhau? 5 năm á chị. 5 năm. Trời ơi, cứ dắt ba lô xuống rồi đi về, xuống về 5 năm. Ăn ké chứ cũng mấy bộ lúa á chị. Rồi đó. Rồi bây giờ ăn ké mấy bộ lúa thì chắc chắn sau này vợ chắc phải quản lý gì lắm nè, để mà tôi trừ lại cái khoản mà ông ăn bộ lúa nhà tôi. Đâu không cần phải hỏi cũng biết là ai là người giữ tiền. Em biết lý do tại sao không? Ủa sao nhưng mà nhìn không? Không có, tại vì đây là làm nghề kiểm toán. Ừ, đúng không? Cho nên cái chuyện giữ tiền chắc chắn phải là đây rồi. Nhưng mà làm nghề kiểm toán thì coi bộ em mệt lấy được cái đồng tiền ra hơi bị mệt á. Mệt đó nghe. Nói chung là cái gì nó cũng phải có cái chiêu của nó. Bỏ mít dày thì cũng có cái gì nó móng tay nhọn. Cái gì móng tay nhọn của em ra sao? Khoan, nghĩa là bên này giữ tiền. Dạ. Chi tiền cho em là theo ngày hay theo tuần hay theo tháng? Dạ chi theo ngày anh. Là cứ một ngày là vợ phát cho 100 ngàn, rồi cứ tầm 2 ngày là vợ cho tiền đổ xăng. Trời ơi, vì em nhiều hơn anh rồi. Trời, tội nghiệp em vậy. Trời ơi,
Vậy sao anh đuổi anh? Ngày em 50 không? Em 70. 70 mà bao luôn tiền xăng nữa. Vậy là có thể là cái khả năng. Trời ơi, em thấy anh hạnh phúc chưa? Có thể là cái khả năng anh quốc thận mạnh hơn anh về cái khó bào. Hùng ơi, anh đùa. Anh nghe chưa? Sao? Là em siêu hơn bạn này về vấn đề mà bào với bòn với tiền cách làm móng tay nhọn đó, hiểu không? Đâu em kể thử cái móng tay nhọn của em xong rồi chị sẽ bật mí cái vụ móng tay nhọn của anh Thuận. Thì ví dụ như em làm giám sát kinh doanh, em hay đi ăn nhậu nhiều, hay giao tiếp hay gặp bạn bè hay là phải dẫn team sale đi nhậu nhẹt vậy đó. Thì những lần vậy thì em cứ nói giờ chi tiền nha, ok chi thì đi thôi, lấy cái đó. Còn không có thì bắt đầu nói em mình đi làm mình phải giao tiếp giao tế này nọ, ví dụ như lương bao nhiêu đó thì nó tính luôn cái chi phí đó rồi. Và em mà không có tính chi phí đó cho anh thì làm sao anh làm việc này nọ. Thì cái đó cũng là một cách. Hoặc là ví dụ như đi mua đồ, mua cái gì về cho mình là mình phải làm cái vẻ ra không thích, ví dụ như mua cái áo, cái áo đó em mua màu nâu nó dèo sao anh mặc. Rồi đưa tiền cho mình mua thì nó có dư. Xăng thì nhiều khi mình chở sắp tới ngày đổ xăng rồi mình không có đổ. Em lên mình chở đi chơi dạo, kỹ cho cái xăng, nó đổ xăng em ơi. Vậy là mình đút được một cái khoản xăng nữa. Còn cách nào nữa không em? Không, bây giờ phải hỏi phụ nè. Đó, cái cách bọt nào mà em phát hiện ra không? Bữa giờ nãy giờ những cái chiêu này là em biết hết không? Biết chị, biết còn nhiều hơn nữa đó chị. Ví dụ như lâu lâu bảo là em ơi bữa nay có anh em này kẹt tiền mượn, cái em cũng đưa cho mượn. Rồi xong không bao giờ thấy hoàn lại chị. Lo lo hỏi cái ủa nó trả chưa anh? Sao em không thấy anh báo lại? Nó trả rồi mà anh xài hết rồi em ơi. Rồi có cái bòn nó đột phá hơn. Mới gần đây á là mới biết phát hiện thêm cái cách là ảnh làm một cái tài khoản điện thoại á chị. Trước khi chuyển lương cho em á hoặc là ai lo lo mà chị cho tiền á là nhét vô cái tài khoản đó là em không lấy được. Bắt đầu lâu lâu cái nạp tiền cho nhân viên này, nạp tiền cho người kia là lấy tiền lại. Trời ơi. Thì đó được á. Dễ thương quá ha. Nhưng mà nói chung mình biết mình cũng vui vẻ đúng không? Nói chung là Phụng biết á là từ khi mà có một tháng cái Phụng đưa tiền em giữ lại. Em hay cằn nhằn cái nói thôi tháng nay anh giữ tiền đi, em không có giữ nữa. Mình hiểu. Rồi cái đưa em giữ một tháng. Cầm tiền cục tiền của mình nữa, tiền của vợ nó nhiều. Đã quá rồi. Tháng rồi, giỗ anh ơi tháng này có giỗ. Giỗ bao nhiêu? Chi. Anh ơi em chuẩn bị đi công tác rồi anh chi cho em 1 triệu tiền xài giặt. Cái gì là chi. Mới 4 ngày sau em kiểm lại cái hết 10 triệu khủng hết hồn. Cái em ơi thôi anh đưa lại cho em nha. Cái không nhận. Cái bây giờ mà em không nhận thì chắc 2 vợ chồng mình tháng nó ăn mì gõ. Năn nỉ dữ lắm cũng đưa được cái cục đó sao em mừng lắm vậy. Mà từ sau mà đưa cái đó xong thì vợ lại biết mấy cái chiêu bòn của em hết. Thành ra vậy em phải kiếm nhiều cách mới, tí tối anh Thuận giúp em. Anh ơi qua chương trình này sẽ có những cặp vợ chồng rất là cảm ơn chương trình. Nhưng cũng có những ông chồng qua chương trình này xong rồi hận tôi với chị Vân, bởi vì qua chương trình này xong vợ biết thêm nhiều cách bòn. Bây giờ vậy nè, hỏi thì theo em cái mà quản lý chi tiêu mà xích sao như vậy là cái tật xấu hay là cái tốt của vợ? Qua cái tháng mà em gửi tiền lại cho vợ mà vợ chi tiêu qua nguyên một tháng mà 5 ngày cuối luôn mới hết tiền á. Em thấy giỏi, cực kỳ giỏi đúng không? Giỏi không? Không phải tốt không phải xấu mà là giỏi. Chia sẻ với Minh luôn là mình cũng giống như bạn, nói chung cũng có khoảng thời gian rồi vợ của tôi đó ông xài ghê quá, không bây giờ tôi đưa tiền cho ông tự ông chi tiêu, tôi nói thôi nghĩ sao vậy, đưa tôi đi chi tiêu xong khoảng chừng là tới nửa tháng là hết tiền. Thôi nhưng mà khi mình cầm tiền mình chi tiêu anh thấy mình nó nhỏ nhen lắm anh ơi, cái gì đúng rồi tính giống như này, tiền rác nè, tiền nước, tiền điện, tiền sửa xe, tiền rửa xe. Nó kỳ lắm, đàn ông trai mà tính nó. Thôi tối đi nhậu tự nói chuyện đi. Ta đang nói chuyện chung tự nhiên cái hai người á tiêu lòn nhau cái chuyện đó. Em theo em thì nếu mà nói về tật xấu của vợ em thì là những cái gì là xấu? Cái tính xấu nhất của vợ em là hay nói xấu chồng. Mọi người có thấy nãy giờ giật mặt cái đại hội mọi, mà bây giờ mình hỏi khán giả là công tâm chứ. Mọi người nãy giờ có thấy là Phụng nói xấu Minh không? Có không? Rồi như rồi là bây giờ ông chồng nói xấu vợ rồi, coi như đơm đặt nữa rồi sao, rồi có cái gì xấu nữa? Nói chung tính xấu vợ em thì nhiều. Em nói ví dụ như là cái bướng, mẹ em là người Bắc, nhà em mỗi lần ăn cơm này có mời bạn ăn cơm, mời bác ăn cơm, mời mẹ ăn cơm, mời anh ăn cơm, mời xong hết rồi mình mới ăn cơm, đó là chuyện rất là bình thường. Còn đối với vợ em thì anh ăn đi, mời làm gì, thời gian dài lắm mới sửa được tính đó. Chị bướng thì nói là không nghe liền, cứ làm gì tức lên trời vậy. Nghĩa là
không? Thích, tức là chọc gan, thích chọc gan. Phải chị, tại vì em là người gốc Nam luôn mà có hai vợ chồng ở chung với nhau thôi. Ăn cơm nhiều khi em quên mời cái giận chị. À, giận à. Thành ra là em nói chồng nhỏ giận chồng là ảnh đó. Cái người này là hay giận hờn đúng không? Hờn mát ghê lắm anh. Em anh cùng fan anh Phượng. Đâu có giận với em, rồi, em kể thật xấu. Nào, đi. Kể đi. Điều đầu tiên mà lúc mà em ấn tượng là em về nhà gặp mẹ ảnh á. Mẹ ảnh rất là kỹ tính, rất là sạch sẽ, chu đáo. Thì em cũng mừng lắm, em nghĩ trời ơi, mẹ vậy chắc là con rất là sạch sẽ, tươm tất. Tới chừng cưới xong mới phát hiện trời ơi, kinh khủng, ở dơ kinh khủng luôn. Lười kinh khủng luôn. Ăn cái tô xong là quăng đó, cởi cái quần ra là cứ để đó, không có cái dọn dẹp gì hết á. Đi công tác về là cái nhà em không bước có chỗ bước vô luôn chị. Trời ơi, chắc quăng lười biếng đầy nhà luôn hả? Rồi còn cái gì nữa? Rất là nóng tính, hay cáu bẳn với em, là hay chê vợ chị. Cái gì cũng chê được hết á. Em lì lắm, em lười lắm, em dở lắm, em tệ lắm. Suốt ngày cứ nói vậy, em làm cái gì cũng chê em được hết á chị. Hồi nãy chồng nói là vợ hay nói xấu chồng. Bây giờ vợ nói là chồng hay chê vợ. Vậy là có qua có lại rồi em. Nếu như mà anh nghe chuyện của vợ em trước và sau đó em nói lại một câu là vợ em hay nói xấu em, thì nãy giờ là vợ em nói xấu em đó. Không sao đâu, nãy bây giờ là tới chương trình nói xấu nhau mà. Đâu đại hội giặt mặt. Rồi bây giờ em muốn chồng em thay đổi gì? Dạ bớt chơi game lại chị. Bớt được không? Dạ được, lúc trước em chơi 4 trò giờ em còn chơi 1 trò. Trời. Không được. Lại em muốn vợ em thay đổi gì? Một điều một có điều. Nhiều thứ trong đó được không? Không, một điều thôi. Mà tiên cho một điều thôi. Nghe lời em một tí. Vẫn bị bướng đúng không? Bây giờ ra điều kiện đi. Nghe lời anh đi, anh không chơi game. Dám không? Dòng nghèo là anh đi, anh không chơi game. Đó. Em trả lời đi. Nhưng quan trọng cái lời gì chị, nhiều khi yêu cầu của anh nó không có phù hợp chị ơi. Em à, thực ra đàn ông á dễ dụ lắm. Ăn thua mình thôi. Ví dụ giờ á mình cứ dạ vâng chồng mình đâu mất mát gì đâu em. Đúng không? Đó. Cho nên bây giờ đó, em nghe lời anh đi, anh không chơi game. Nghe lời anh đi, anh không chơi game nữa. Đó, rồi nói câu đi. Dạ. Nha. Rồi em sẽ nghe lời anh nếu anh bớt chơi game lại. Giờ em nói là anh bớt chơi game lại thôi chứ không nói là không chơi nữa. À, bớt. Chưa, em bị hố rồi đó, thấy chưa? Nói lại mình không? Chơi game đi. Mình chốt rồi. Tôi chốt. Chốt rồi. Chốt. Trời ơi, trai tài gái sắc mà thực ra là trai sắc gái tài nữa đó. Rồi, cảm ơn. Này đủ hết. Em là Lê Xuân Thành. Nickname của em là anh Cô Cười. Dạ. Em năm nay 31 tuổi, hiện tại là kỹ sư cơ khí. Em tên là Trần Nguyễn Minh Hằng, năm nay em 22 tuổi. Và cả gia đình em thì đều gọi em là cái tên biệt danh là em bé. Em bé. Dạ vâng ạ. Em bé với anh Cu Cười. Dạ. Em bé 22 tuổi, lấy anh Cu Cười là 31 tuổi. Ừ. Vậy là anh Cu Cười dụ em bé khi nào? Hôm đó là ngày cuối năm. Em thì bên nước ngoài cũng về phép. À, em ở đâu? Dạ em làm việc ở bên Nhật Bản. Thì em mới chạy qua cái bà chị hàng xóm. Bà đó là giáo viên. Chị mới mượn cái micro, bà chị hỏi mày có người yêu chưa? Em nói là dạ cũng chưa. Sau đó thì nói thôi để tao làm mai mày, con nhỏ này dễ thương lắm, học giỏi, con nhà giàu, để có một đó. Em nói thôi được rồi, chị làm mai đi, em cho số điện thoại đi. Rồi. Nghĩa là giới thiệu cho một cô con gái. Dạ. Con nhà giàu. Dạ. Học giỏi, dạ. Viết chữ bự, đúng không? Còn em á thì hôm đó là ngày cuối năm nên mà lo bữa cơm tất niên, tự nhiên nghe một cuộc điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm gọi tới, xong cậu kêu là cô gặp một cái thằng này nè, thân với cô lắm, nó đẹp trai nè, con nhà giàu nè, rồi là công việc ổn định, nhiều tiền lắm. Cô nói là cô sẽ làm mai cho mày, mày phải gặp người này trong buổi chiều hôm nay. Mình nói thôi hay là cho số đi, gọi không gọi thôi cũng không quan tâm. Tự nhiên cái buổi chiều lúc đó 1 giờ nghe cuộc điện thoại, thấy số lạ. Xong nói anh tên là Thành, rồi anh muốn hôm nay mời em đi uống cà phê được không? Tại anh mới nghe có người chị giới thiệu về em. Đó là em lại càng tò mò, cho số mà gọi là chắc là cũng có ý định đây. Nên thôi mình cũng tò mò gặp. Ấn tượng đầu tiên thấy thất vọng. Tại vì dáng cũng mập mập, nhìn mặt tếu tếu giống trẻ con lắm. Thấy giống con nít. Chắc là anh nghĩ anh thất vọng thôi, mà anh đâu nghĩ em thất vọng đâu. Mà ở nước ngoài về em thấy ai cũng cao lớn, đẹp trai, rồi nghe cái cô kia giới thiệu nữa mình cũng tin tưởng mà. Ai về tới em thấy cũng lùng lùng. Xong rồi hôm đó là mặc một cái áo khoác, rồi có hình con ốc nữa, thấy rồi cũng đẹp trai đây. Ai về mở khẩu trang ra cũng đẹp trai luôn. Rồi thôi ra thất vọng lắm. Rồi lúc mà hai bạn có thấy rằng á, trong cái buổi uống cà phê đó mà khi bắt đầu nói chuyện với nhau á, thì hai bạn có một cái cảm giác nó khác khi mà chưa nói chuyện? Tức là em thấy là cô bé này có vẻ nhỏ người nhưng mà nói chuyện người lớn, mình cũng hơi để ý một chút thôi. Bao lâu thì các bạn chính thức tìm hiểu nhau? Dạ 5 ngày. 5 xong, ngày là quen nhau xong rồi bắt đầu là yêu nhau. Rồi 10 ngày ảnh lại bay qua Nhật lại. Hơn 1 năm thì quay trở về Việt Nam và quyết định là tổ chức đám cưới với nhau. Đi biệt 1 năm luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi em bé mà hay vậy. Chứ thường là em bé mà cứ chừng tháng là mất em bé thì rồi đó. Đây, điều đó là điều mà em phục nhất. Tại vì trong 1 năm mà không có một buổi tối nào mà không có lên mạng để nói chuyện hết. Mặc dù công việc trễ tới giờ nào thì trễ, nhưng mà vẫn tới 9 giờ là phải ngồi trên mạng hoặc là điện thoại qua.
Người này chắc là trời Phật cũng cho mình. Mà trước đó là cũng có một cái tình huống từ cái lá sâm nữa. Tức là sau khi gặp nhau đó thì ngay mùng 2 Tết hai người đi chùa, thì vô tình hai người bốc hai lá sâm mà là nội dung y chang nhau. Nói là năm nay là sẽ sinh con trai. Lúc mà đi xuống em vô tình nắm tay được cô này, cảm giác nó lúc đó nó làm sao ấy. Nó nghĩ là chắc này là trời Phật xui khiến. Có con trai chưa? Dạ chưa. Mới lấy mà đúng dạ, không? Ngay là yêu nhau là từ cái lá sâm đó. Vậy thì trong một năm các bạn cứ trò chuyện với nhau qua mạng như vậy á thì có khi nào mà giận nhau qua mạng không? Dạ có tình huống vậy. Thì trong quá trình em đi qua đó thì cô bạn gái là vợ em bây giờ hay về nhà chơi, thì cũng có tổ chức nấu ăn này kia. Về bắt đầu em trai nói là nghe nói bé Hằng là giỏi nấu ăn lắm, mà người Huế mà gốc Huế giỏi nấu ăn lắm, thôi giờ hôm nay nấu bún cua rêu cua ăn đi. Nấu xong rồi bị em trai chê là nấu gì mà không nên rêu gì hết á, mà như bún mọc. Bắt đầu là ngồi thì trong góc khóc. Thì tới cái giờ đó cũng phải lên Skype, tại vì nếu không lên thì em nghi ngờ là đi đâu rồi sao. Lên Skype tự nhiên thấy khóc rút rít. Lúc đó là về trên nhà trọ là có cả người nước ngoài nữa, bắt đầu là khóc bù lu bù loa vậy á. Hồi nay em nói là em im đi, thôi không ấy thì chia tay đi, anh đi làm bên kia anh đã vất vả căng thẳng lắm rồi, bây giờ còn về còn dỗ dành em nữa hay sao, thôi chia tay nha, giờ không có gọi nhau nữa. Bắt đầu khóc bù lu bù loa, khóc rồi đến nỗi em coi sau trong người hình á là sau có mấy người đó, có cả mấy thằng phim, mấy người Philippines đó, họ là WhatsApp quá sếp đó. Là cái tình huống mà em thấy là cái sự xa cách vậy á, nó cản trở cái sự, ví dụ em mà muốn làm lành hoặc là em muốn là cũng khó. Vậy thì là một năm thì mới về là quyết định là cầu hôn. Hỏi luôn nè, sau khi lấy về rồi em có phát hiện được chồng này có cái điều gì nó khác không so với lúc mà chưa lấy nhau? Nhiều lắm anh ơi, không biết kể sao hết. Đi chợ thì kêu muốn trả giá, mấy bà bán rau ngoài chợ cũng trả giá. Rồi em thấy mấy bà cũng tội, tại vì bán rau người lớn tuổi mà chở rau từ nhà trồng rau xong đem ra bán thì cũng không lời bao nhiêu hết. Em thấy giống như hai bó 5.000, anh nói thôi hai bó 4.000 đi, giờ cũng trả nữa. Xong em cũng trợn mắt lần thứ nhất, xong đi xe từ dưới nhà em là ở dưới Địch Quán lận mà đi lên trên Biên Hòa, họ đòi là hai vợ chồng 60.000. Xong lên xe anh kêu 50 thôi, cái anh phụ lái anh mới kêu bây giờ đi không đi thôi xuống. Xong anh này cũng nói xuống đi xuống chứ có gì đâu, cái anh đó mới nói bây giờ xuống á là trả lại cho hai vợ chồng 30 thôi. Anh này là càng cao trào nữa, là càng nổi cáu lên nữa. Cái gì đoạn đường đó mà từ hồi nãy tới giờ gần 2 cây số mà lấy 30.000, cứ nói qua nói lại. Em sợ lắm, tại vì á, là anh cũng có nóng tính, lỡ rồi ẩu đả trên xe là sao. May có là cái bé sinh viên á, ngồi ở bên cạnh nói anh ơi như vậy là đúng rồi á. Sao tự nhiên hên may có bé đó lên tiếng, cái anh cũng im cho em lên tiếng chắc cũng la em luôn. Tại vì trả giá là em về là nghe mẹ vợ luôn á, nói là con về đây cái gì phải trả giá, mắc lắm. Đi chợ đi bố 1-2 ngàn á, trả cho vui. Khi mua mấy cái lớn rồi á thì mình không bao giờ trả. Mấy bạn vui. Có nghĩa là trả cho vui, còn cái chuyện mà người ta có đồng ý không á là kệ người ta. Không, đúng không? Nhưng mà cái thái độ người ta mà vui vẻ với mình thì mình vui, còn nếu mà tự nhiên cọc lòng không mua nữa. Anh nói là có khi nào mà ông trả giá mà ông bị người ta chửi không? Dạ có, ngay sáng sớm làm em không dám đi ngang qua quán bà đó luôn, mà cũng dám vô luôn. Mua cái gì? Dạ mua cái thùng cắt tông. Đầu tiên bà cũng không định bán, nhưng em cũng năn nỉ nói là tại vì em muốn chất hàng hóa vô, chị làm ơn chị bán giùm em với. Bà đi kiếm 2 cái thùng em thấy cũng được. Bà kêu 2 thùng này là 10.000 nha. Rồi vậy là anh ta lại bịch cũ 5.000 thôi. 5.000 mấy thùng? Dạ 2 thùng. Trời ơi. Nó một rồi mà. 5.000 2 thùng. Dạ đúng rồi. Nó một có lỗ rồi. Với lại là em thường ở nhà là em cho mấy bà chai thùng giấy cơ mà. Mà giờ tự nhiên người ta ra bán thì cho đại đi, đưa nhiều đưa đúng không? Xong lúc đó bà nói cái gì thùng giấy cũng trả giá nữa không? Thôi thôi không bán, đi đâu đi mua đi. Mà lúc sáng sớm mà nói ảnh nữa là coi chừng lại giận nữa. Thôi mình nói thôi anh ơi, hay là mình đi kiếm chỗ khác thử xem sao. Xong rồi đi vòng chắc cũng gần nửa cây số cũng thấy tiệm nào bán hết. Xong anh ta nói thôi quay lại chỗ đó đi. Em nói giờ quay lại em dám chắc với anh là sẽ bị chửi á. Nói không bị chửi cũng được, họ bán thì mua mà không bán thì thôi. Dạ xong rồi quay lại chỗ đó, thế là thấy ông chồng đang ngồi xếp thùng. Vậy là mình nói là không thấy bà đó, vậy là ông chồng chắc ông mua, tại vì giờ 10.000 là anh ta cũng chịu, 12 chắc cũng chịu luôn. Ai về em mới đi vô. Xong rồi ông chồng mới hỏi là mua gì, em nói là mua 2 cái thùng xốp. Xong ổng lại kêu bà vợ giặt đồ ra bán. Lần này á kinh nghiệm hơn, không chạy ra ào ào như lần trước nữa, ngó từ phía sau ngó ra. Thế là thấy hai vợ chồng rồi bà ta lại thay đổi thái độ, từ là vui mừng vì bán được hàng trở thành là nổi tức giận. Lấy cái tay vậy nè, xua đi, không có bán đâu, đi đi, không có bán đâu, mua bao nhiêu cũng không bán hết. Vậy là thôi, anh ta chở em đi về. Còn cái tật nào khác nữa không? Hay nói em á, sao em lề mề quá vậy?
Và em thì có cái là nhõng nhẽo, ví dụ như là đi ra đường mà thấy Hello Kitty và đòi mua hết mà không mua, bây giờ là anh sao không mua cho em đi, hai tay hai chân bảy bảy vậy. Rồi còn đặc nữa là lề mề, nhìn thấy thiền tướng mập mập là không bắt mắt rồi, làm gì nó lề mề mà nó không có khoa học. Ví dụ như là chuẩn bị đi ra ngoài kia ăn tối với mọi người, thôi em tắm trước đi nha, rồi ra chạy trước rồi phong phấn gì rồi đi, rồi anh tắm sau. Tắm xong em vô em tắm, tưởng là ra để em mặc quần áo là đi, tưởng ra thấy đứng ngay trước gương chạy đầu. Đó, là về chạy đầu nhưng mà đã thay đổi xe mi chưa thay đổi xe mi, tức là mới sấy xong mới chạy đầu. Rồi có một tật nữa là lười tập thể dục, em đã quyết tâm là mua cái máy tập thể dục cho xuống cân, không chịu tập, cứ ý lý do này lý do khác không tập luôn. Mà anh này bị lạm dụng tập thể dục, sáng cũng tập, trưa cũng tập, tối cũng tập, ngủ trưa xong cũng lại tập luôn. Tại có cái máy tập cơ bụng á, bảo thôi em nên làm vài chục cái đi rồi dạ, lạm dụng thể dục, tại vì đâu đi làm đâu. Rồi kêu em lười tập thể dục. Rồi bà xã có hay ghen không? Dạ, còn một cái tính nữa là tính hay ghen. Em dùng iPhone đó, định vị em đang ở đâu là biết hết. Ghen với một số người bạn gái cũ nhắn tin thì đã không đành rồi. Cái hôm đó mẹ ở ngoài quê bay đột xuất vô thì em mới chạy lên Sài Gòn để mà đón. Thì cô ta đang làm mà thấy cái iPhone, định vị đang ở phòng ăn thụ. Chiều về cái lầm lì chẳng thấy nói gì hết. Em nói rồi có chuyện rồi, hỏi ra thì nói là chiều nay đi cà phê với bạn gái cũ phải không, cà phê trên Sài Gòn phải không, bắt đầu khóc. Em mới giải thích rồi đón mẹ vậy đó mà cũng ghen được nữa. Tại ảnh ra đường hay nhìn con gái nên em mới ghen chứ bộ. Trời ơi không phải những cái giống nhìn em nhìn ra đúng rồi, em nhìn đi trước mà có cái nào đẹp em cũng nói cho nghe là cô trước đẹp so sánh. Em thấy không, cái cô đó nhìn dáng đẹp ghê, xong rồi tới cô đó tóc đẹp ghê. Bây giờ là cái mong muốn của em là giờ em muốn chồng em sao? Giờ muốn chồng em là chiều chuộng em, bớt trả giá cho em, bớt quê. Cái gì nữa? Bớt nóng tính. Bớt nhiều quá. Dạ. Anh cô cười muốn vợ bớt cái gì? Nói chung là cái tính nhõng nhẽo thì cũng vui đó. Nhưng mà ít ít lại chút. Với lại lúc nào tâm trạng mà bên đang bực bội thì làm ơn đừng có nhõng nhẽo. Có nghĩa là nhõng nhẽo điều độ. Dạ, điều độ, có chọn lọc. Rồi thứ hai là làm việc có khoa học một chút xíu. Chị thấy như vậy nè, thứ nhất á là hai bạn cái sự mà chênh lệch về tuổi tác á nó hơi nhiều. Thứ hai môi trường cũng là một cái điều rất là quan trọng trong cái tính cách. Ví dụ như chồng của em bé làm việc ở một cái đất nước á, mà ở đó gần như là họ không có thời gian họ nghỉ ngơi, mà hơn nữa chồng của em bé lại làm trong ngành kỹ sư nữa thì là đầu óc hoạt động liên tục A B C D nó đâu nó rõ ràng, nó rất là khoa học thì họ mới có thể sắp xếp được cái thời gian. Cho nên rằng là chồng em nóng tính cũng đúng đó, nhưng mà cái đó là do áp lực công việc. Thế còn á em bé đó, em bé lại là con một nữa mà nhỏ tuổi nữa, cho nên cái việc mà em bé nhõng nhẽo nè, em bé lề mề hay là em bé làm việc chưa có khoa học thì cũng đúng thôi. Tất cả những cái này á thì em bé có thể sửa được hết khi mà em bé theo chồng qua bên kia tự động, trong môi trường đó em bé thay đổi hết rồi, buộc em bé phải làm tất cả những cái điều mà bây giờ em bé chưa hoàn thiện. Và chắc chắn một điều, em bé sẽ thay đổi khi em bé có em bé. Đúng rồi, và chúc em bé với cô cười sẽ có một bé trai giống y như là cái hai cái xăm mà hai bạn nhận được. Cảm ơn. Xin chào chú Quốc Thuận, xin chào cô Hồng Vân. Con là Phùng Duy Dũng, năm nay con 34 tuổi, hiện đang làm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Chào Dũng. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Đức Thuận. Con tên là Quốc Thuận. Con tên là Lê Thị Kiều Trang. Công việc của con là kinh doanh và sản xuất son môi và mỹ phẩm. Trời ơi, bữa nay gặp toàn những người làm mỹ phẩm thôi, kinh doanh mỹ phẩm. Làm đẹp, đó, làm đẹp. Và thích làm đẹp nữa, đó. Rồi bây giờ kể cho chú Thuận nghe đi, là cái cơ duyên nào mà hai đứa gặp nhau, rồi lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau không? Thôi cái này con kể cho. Hai vợ chồng con á, chính xác là gặp nhau lần đầu tiên biết nhau á là trên Facebook. Lúc đây mấy năm? Dạ cách đây là hơn 10 năm. Hơn 10 năm. Dạ. Là hai con tình cờ chơi Facebook thì thấy Facebook của chồng con gửi lời kết bạn với con. Và cũng nhắn tin nói chuyện, hỏi chào em cho anh làm quen. Thì lúc đó là con cũng có người yêu rồi, thì con thấy anh chồng con lại là kết bạn chung với lại cái anh người yêu con, thì con cứ tưởng là bạn bè với nhau. Thì con cũng nói chuyện qua lại vậy, kiểu như là chào anh rồi mình làm quen. Thì chỉ có hỏi thăm là em đang là sinh viên hay là đang làm gì á. Lúc đó thì con có người yêu rồi, cũng không có nói chuyện nhiều, cũng lơ là không có, xem như là kiểu làm quen trên Facebook thôi mà, nên mình cũng không có nói nhiều cho lắm. Rồi tình cờ thì gặp mặt nhau ở ngoài đời á, là gặp ở quán bún mắm. Thì thấy được anh này sao nhìn quen quen giống cái avatar mình thấy trên Facebook quá ta. Rồi sau đó thấy là chấm chấm ảnh một chút xíu là nhìn ảnh rất là mắc cười cô. Ấn tượng của con nhìn cái anh này là rất là mắc cười. Sao mắc cười? Dạ. Là do hàm răng đúng không? Lúc đó con chưa có nói chuyện làm sao con thấy răng. Mà ảnh á là áo sơ mi trắng, quần ống bát lê vậy đây. Tóc thì cắt theo kiểu mà cúp y như cái máy ngố, cái gáo đạo vừa gục lên á. Con thấy ảnh rất là nhìn khá ấn tượng.
Kiểu mà thập niên hồi đó đó. Đồ môi á. Kiểu mà dân hippie cho choi ngày xưa đó. Nhưng mà tóc dài không? Dạ không, tóc ảnh gọn gàng. Nhưng mà chị là nhìn mấy ngốn thì ngốn mà cái quần le ống bát ta, quần tay ống bát y chang và xinh. Ủa nhưng mà cách đây là bao nhiêu năm ta? 10 năm. Hơn 10 năm. 10 năm thì lúc đó là mới 2012 à. Dạ đúng rồi. Thời đó là người ta đã chơi quần ôm rồi mà anh trai vẫn còn le vậy nè. Giữ mài ký ức. Dạ. Thế là con mới thấy ấn tượng, sau đó thì về nhà mới bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn và trao đổi số điện thoại cho nhau rồi mới gặp nhau. Nhưng mà bạn chồng thì có nhận ra cái bạn vợ là mình nói chuyện trên Facebook không? Dạ. Hôm mà ở Quảng mà. Có chị. Tại anh thích mà, đúng không? Dạ không, tại vì thời điểm đó là con cũng bắt đầu mới chơi Facebook. Tại vì lúc con nói chung là mạng xã hội con cũng tiếp cận sau chút xíu. Thì khi đó thì Facebook thì ai cũng để avatar hết. Thì ra quán đậu là mình nhận diện được. Được. Dạ, lúc đó con đi với bồ hay đi mình? Dạ, lúc đó con đi con một mình. Đi mình. Bạn này hôm đó là cũng đi mình. Dạ, con đi mình. Nhưng mà cái ấn tượng của con khi mà gặp bạn này thì ngoài thì như thế nào? Dạ. Bạn đúng này rồi. Thì ấn tượng con là nhìn mắt thấy ảnh vui vui và mắc cười và dí dỏm. Đó. Vợ con lúc đó nhìn thì lưng thì đi khom khom á, người thì luôn tịt. Nhìn cũng mắc cười. Mắc cười luôn. Dạ. Nhưng mà sao alo, nghe không vậy? Nghe không? Thôi hư rồi, nghỉ. Rồi trời sao nhanh quá vậy. Rồi nhưng mà sau đó là tối về thì ai là người chủ động nhắn tin trước? Dạ lúc đó thì con cũng đi làm rồi nên rảnh, tối về cũng không làm gì thì cứ nhắn tin hỏi em đang làm gì. Nói chung mình cũng không phải là giỏi trong việc tán gái nên những cái câu hỏi là đơn giản mang tính xã giao là nhiều. Dạ. Nhưng mà có nghĩa là con là người nhắn tin trước đúng không? Dạ đúng. Đang làm gì? Rồi xong rồi con cũng trả lời lại đúng không? Dạ con trả lời lại. Và tại vì cũng lúc đó là con cũng đang quen một lần tới mấy anh lần. Đang trong thời gian là kén cá chọn canh thử anh nào hợp với mình nhất. Con cũng bắt cá dữ quá. Nhưng mà là Dũng ơi. Dạ. Cái lúc mà con vô con like Facebook của cổ á, nghe ngoài cổ ra, không biết chắc là Dũng cũng like nhiều cô lắm đúng không? Dạ đúng rồi chú. Có nghĩa là ai đớp thính thì mình dính thôi. Dạ lúc đó tại vì mình cũng mới tập chơi Facebook mà nên lên mạng cũng rảnh, gặp ai là mình cũng thả thính rồi mình cũng kết bạn, mình cũng làm quen nhiều. Còn Trang là quen một lúc tới mấy anh lần đúng không? Lúc con tính chính xác là thời đó là con quen anh bác sĩ, anh làm giáo viên trước, sau đó là quen một anh bên IT, rồi tiếp theo là quen anh bác sĩ, rồi sau đó mới gặp anh Dũng, cuối cùng quen ông bất động sản. Mà lúc đó Dũng làm gì? Dạ lúc đó là anh Dũng còn đang là nhân viên bất động sản, nhân viên trong công ty chủ đầu tư thôi. Nhưng mà lý do gì mà con quyết định coi như là chọn ảnh là người mà coi như con hàng tuyển đó, cuối cùng là con tuyển ảnh là người giúp cho mình? Dạ, cái này là cả một câu chuyện luôn. Là khi mà lúc mà con bắt đầu quen với ảnh á, là con cũng quen một lúc là bốn anh, thì bốn anh đó con ở phòng trọ, con công khai lắm cho biết địa chỉ luôn. Mấy anh cũng biết chỗ con mà, nên cái phòng trọ con nó có hai hẻm nên không bao giờ mà mấy ảnh đụng mặt nhau được hết trơn. Lúc đó con quen anh bên IT trước thì thấy anh IT là kiểu giống như là trẻ con quá. Cái gì cũng hỏi ý con, giống như là muốn thích cái gì, muốn mua cái gì là cũng phải hỏi con như thế nào, hỏi riết, nên thành ra mình cảm giác là chắc là không bảo vệ được mình nên con không quen nữa. Rồi đến anh bác sĩ thì anh giáo viên thì ảnh thì thuộc dạng là kiểu gia trưởng lắm. Hở một cái nóng tính lên là có thể hạ cẳng tay với cẳng chân với mình. Nên mình cảm giác là người này không ổn. Cũng không bảo vệ. Dạ đúng rồi, không bảo vệ được mình. Mình đi lấy luôn. Rồi tới tiếp theo là anh bác sĩ. Thì anh ấy khá là tốt hết mọi mặt, về cả học thức cũng như là trong gia đình hai bên ấy. Thì con là đang lúc đó là con đã xác định là chắc là con cứ anh bác sĩ. Chứ anh này con cũng quen, nhưng mà con lại nói là anh với em là quen nhau là bạn bè cho vui thôi chứ không có thể tiến tới hôn nhân được, tại vì khác đạo, con đạo Phật còn ảnh đạo Công giáo. Lúc đó ảnh cũng cười hi hi thôi, ảnh cũng nói sao tùy em. Nhưng mà đến lúc mà khi mà con quyết định xác định với anh bác sĩ rồi á thì mới thấy anh bác sĩ có một cái tính gọi là chiếm hữu, là bắt con nào là xóa số điện thoại, bẻ sim, rồi nói chung là không xóa số điện thoại của ai, nói chung là xóa hết toàn bộ list bạn bè của con trên Facebook cũng như là điện thoại ngoài kia, để cho kiểu như là nếu mà đã xác định yêu anh rồi á là em phải cắt đứt hết toàn bộ những cái gì liên quan quá khứ của em, tạo hết mối quan hệ mới đúng không? Dạ. Nhưng mà kiểu ép buộc mình làm cho bằng được á. Thế là con mới thấy vậy, con cũng
không chịu được cái tính đó, tính con rồi, thì cũng bán bướng luôn. Thế là con mới quyết định chia tay. Thì trong thời gian con chia tay là cũng Tết á, Tết thì con cũng nói với anh này là em có người yêu rồi, nhưng mà không biết sao ổng cũng cầm điện thoại lên, tự nhiên ổng gọi điện thoại hỏi thăm con. Ông hỏi Trang Tết năm nay vui không em? Thì con cũng bất ngờ, tại vì mình thường là mình thấy là mình từ chối với người nào á, mình nói thẳng là mình đã có người yêu rồi này kia á, thì hầu như là người ta đã xa, không liên lạc với mình nữa làm gì hết trơn á. Vậy mà ảnh vẫn liên lạc với con, nên con mới quyết định là thôi thử nói chuyện với nhau xem sao. Thì rồi sau đó là sau Tết xong thì hai vợ chồng con lại gặp nhau nhiều hơn sau cái dịp Tết đó. Dạ. Còn bạn này sao, lúc đó là có người yêu chưa? Dạ, lúc đó thì con chính xác là cũng mới học xong ra trường, thì cũng nói chung là cũng chưa có ai mà gọi là mình xác định yêu lâu dài hết. Dạ. Nhưng mà Dũng ơi, nhưng mà khi mà nghe cổ nói là về những cái mối tình của cổ, nhưng mà sao Dũng vẫn kiên trì gọi là theo đuổi cổ vậy? Tại vì con cứu bộ ảnh nhiều lần rồi cô. Cứu bộ sao? Cứu bộ sao? Trong lúc mà ảnh tán con á, là ảnh cũng có mấy cô theo đuổi ảnh, mà theo đuổi kiểu mà bám riết luôn, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện thoại hết trơn á. Sau đó là ảnh mới có một cái cô kia ở ngoài Thủ Đức. Cô đó ngày nào cũng gọi điện thoại nói anh ơi em nhớ anh này kia vậy đó. Anh có thể sắp xếp thời gian bữa nào xuống gặp em được không? Lúc đó con hỏi ảnh mới nói với con là bé Trang, là lúc đó mới bạn thôi, chưa có yêu. Bé Trang, anh nhờ cái này, hỏi nhờ cái gì vậy? Đóng giả làm người yêu anh xuống từ chối tình cảm người ta được không? Chứ không cơ người ta nuôi tình cảm với anh kỳ quá. Cái con mới nói ủa hết trò rồi sao vậy? Mới bạn bè quen nhau có bao nhiêu đâu. Cái anh nói thì đang nỉ á, xuống từ chỗ giùm. Thế là con đồng ý luôn. Con đồng ý. Con lúc đó thì con đồng ý xuống gặp cái chị đó. Cái xuống gặp chị đó xong cái anh mới giới thiệu là em đây là bạn gái anh. Thì cái chị đó vẫn cố chấp lắm. Anh đừng có thuê một người nào đó đóng giả bạn gái anh để đẩy xa tình cảm của em ra xa này kia. Cái ổng này ổng mới chứng tỏ. Ông mới chứng tỏ với cô đó con là bạn gái. Thế là ông ôm eo nắm tay nó khóc, đây là người yêu của anh thật. Sau này là chờ bé đó, chờ bé Trang ra trường là anh cưới. Thế là cô đó mới nói là vậy nếu mà anh đã có người yêu rồi thì thôi em sẽ không làm phiền anh nữa. Mà đúng là con nói dối chứ, biết tối về ông chở con về giữa đường con bị nghiệp quật luôn, xe tắt máy chết máy, con đi bộ lết về tới phòng trọ con. Về tới phòng trọ con là đóng cửa luôn, làm con ngủ khách sạn hết một đêm ở ngoài, tại vì là về khuya quá cô. Nhưng mà là hai đứa phải đi ra khách sạn chứ. Dạ, ảnh thì về phòng trọ, còn con thì ở khách sạn. Quăng con mình ở khách sạn luôn. Dạ, lúc đó con sao Dũng không lên giả luôn đi. Giả chưa luôn. Thân, đúng, chưa có thân. Nhưng mà chú hỏi nè, mặc dù là giả nhưng mà cái lúc mà ảnh nắm tay rồi ảnh ôm mình vậy á, tối về ngủ ở phòng trọ một mình có xuyến xắn, có sao xuyến, có nghĩ tới cái nắm tay đúng không? Khách sạn chứ. Đêm đó là ngủ khách sạn mình. Chú hỏi nha. Thấy anh này cũng ngộ ghê, mà cũng chắc ảnh là mẫu người không có thích trái gú lung tung. Cái con đánh giá là tại vì nhiều người người ta sẽ không có phải là từ chối thẳng thắn những cái mối tình cảm của con gái khác vây khoanh với ảnh. Mà ảnh lại chọn mình ra rồi cũng từ chối thẳng tình cảm với người ta để người ta không nuôi hy vọng. Mình thấy ảnh cũng là người rất là rõ ràng trong chuyện tình cảm. Thì chắc là quen ai thì cũng sẽ xác định rõ ràng với người đó. Nên lúc đó là con mới sau này á, ảnh mới đọc mới thấy là cũng chưa chịu nói chắc là thích con đâu, cũng chưa chịu công nhận là thích con. Cho tới lúc mà bạn thân của ảnh ấy đi chơi nguyên một nhóm bạn thân của ảnh chở con đi đi chung với nhau á, thế là xe ảnh bị hư, con leo lên xe bạn của ảnh, ảnh thấy vậy xong ảnh ghen. Ghen rồi ảnh mới chịu, lúc đó ảnh mới chịu thừa nhận là ảnh thích con. Lúc đó ghen sao đâu Dũng? Đó, tại vì nói chung là trong người nó ấm ức, tự nhiên đang đi chơi với mình mà leo lên xe người khác để chở đi, mình cảm giác bực bội. Ghen, cái cách ghen của Dũng quá mà đến nỗi về con bán xe đó đưa con mua xe mới luôn, khỏi chết máy luôn. Giận cái xe chết thì bà vậy mới nói đó. Cho nên chắc là nghĩ là cái xe mà bà đi mà đúng đó. Rồi vậy nè, vừa tức cái vụ xe mà vừa nhìn thấy cái người mình thương lại leo lên xe cái thằng quỷ kia đi nữa, nên tức càng tức thêm đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi đến từ lúc mà cái vụ chiếc xe đó, rồi đến lúc mà cái đứa yêu nhau đó là bao lâu? Dạ, nói chung từ lúc đổi xe đó. Dạ, tụi con cũng khó khăn, thì nói chung mà lúc đầu thì đúng là quen trong cái mối quan hệ là chưa xác định. Nhưng mà từ lúc đổi xe đến lúc mà hai đứa thương nhau thật tình á là cũng 2 năm sau mới cưới là. Vậy là chắc lẽ là trong cái lúc mà yêu nhau chắc khó khăn lắm đúng không? Dạ. Gia đình hai bên có căng thẳng là yêu 2 năm. Yêu 2 năm. Yêu 2 năm đó. Như vậy là trong 2 năm đó có lần nào thôi nhau không?
Đó. Hay là suôn sẻ luôn cho tới lúc cưới? Có, ảnh không bao giờ nói con chia tay. Con rất là thích thương ảnh ở chỗ là có tức như thế nào, có giận cỡ nào, con có làm gì sai như thế nào, ảnh cũng không bao giờ nói hai từ chia tay. Mà con tăng con nói. Con thì có. Dạ con nói là lần đầu tiên mà con nói câu chia tay á, là con thấy là khi mà con nói với ba mẹ con là khác đạo ấy, thì ba mẹ nói đó, cái này khó lắm nha con, tại vì nguyên cái dòng họ bên nội của con là đều theo Phật hết, và cũng có hai cô đều là đi tu là làm trụ trì này kia nữa, nên cái tôn giáo nó cũng nghiêm ngặt về vấn đề đó. Mà con lại là cháu đầu tiên được gả đi nữa trong dòng họ, thành ra là người ta cũng nói là muốn là cùng đạo để cho làm mấy cái lễ ở ngoài chùa này kia cho cô vậy đó, mà con thì lại khác đạo, nên nó mới hơi khó khăn ở cái vấn đề đó. Nhất là con có nói chia tay với ảnh thì ảnh mới nói rằng là đạo nào cũng là đạo, cũng tốt đời đẹp đạo mà, em đừng có vì cái đạo đó mà nói chung là chấm dứt cái mối tình cảm này, tại vì anh thương em thật lòng. Là cái đó là con nói chia tay là ảnh khuyên con như vậy á. Cái không chia. Dạ. Khi anh nói ra điều đó là không chia. Dạ con suy nghĩ. Không có chia. Nhưng mà rồi lần thứ nhì là gì? Lần thứ nhì mà chuẩn bị chia tay thêm một lần nữa là lần mà bắt đầu là đám hỏi. Đám hỏi là con nói con chia tay. Sao là tại vì lúc đó là con tưởng mọi thứ là được ba thuyết phục, được mọi người đồng ý cho hôn nhân rồi, tại vì thấy hai đứa con cũng tới với nhau lâu rồi nè, cũng đưa nhau về nhà rồi thì con cũng tưởng là gia đình đồng ý. Nhưng mà tới lúc mà đám hỏi thì bên nội gọi, có một cuộc điện thoại của bên nội nói là đám hỏi của Trang là cả dòng họ không đi đó. Thế là tối đó là con lại khóc thêm tăng nữa, con mới nói là nếu mà dòng họ không đi là em tủi thân lắm, hay là mình chia tay đi. Trời. Thì ảnh mới nói là không sao đâu mà, chứ mình đã đi tới bây giờ rồi mà con nói lại thêm tiếng con đòi chia tay thì làm sao mà được. Rồi cũng dỗ, sau đó ba mẹ mới gọi lên, ba mẹ nói là ba mẹ thuyết phục được ông bà nội đi dự đám hỏi của con rồi, với lại bà nội mà ông bà nội mà đi á là cả dòng họ ai cũng sẽ đi. Rồi nói vậy xong cái lúc đó con mới bình tĩnh trở lại, cái con mới quyết định quyết tới hôn nhân hơn. Vậy là ngon lành. Nhưng mà bây giờ vẫn đạo ai nấy giữ hay là con đã theo anh rồi? Dạ đạo ai nấy giữ. Dạ. Vậy là thoải mái rồi. Bây giờ hai bạn là có mấy bé rồi? Dạ hai bé. Hai bé cu te với kia. Đó, thấy chưa? Đạo ai nấy giữ. Dạ. Anh rất thích cái điều đó. Dạ. Tại vì ba mẹ con cũng quý ảnh vì ảnh có được cái năm không. Không nhậu, không gái, không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc luôn. Trời ơi. Anh năm không cái đó không có. Ta tứ đổ tường không dính là ngon mà. Ông này cứ ngủ đổ tường. Ngủ đổ tường, ông không đổ rồi nữa. Nhưng mà thấy thương nhỏ không? Tự nhiên hai lần suýt chia tay, chuyện gì đâu không mà không có liên quan tới ông gì chứ. Dạ. Đúng không? Đó. Nhưng mà rồi thì là thôi bây giờ đến cái phần kia luôn đi. Đó. Nhưng mà là hai đứa là lấy nhau mấy năm rồi? 8 năm. 8 năm. 8 năm luôn hả? Dạ. Wow. Quen nhau 10 năm rồi. Là hai bé gái. Dạ. Đúng không? Rồi, chúc mừng nghe. Rồi có định thêm đứa con trai nữa không? Đang tính nói nhân dịp ngày hôm nay, vừa lên lễ này là lên tham dự chương trình Vợ Trong Sau này thì cũng sẽ hứa với anh là đẻ thêm đứa nữa. Còn trai với không biết. Chút xíu chú Bin sẽ chúc con. Dạ. Có một thằng con trai kháu khỉnh. Đúng rồi. Con yên tâm đi. Dạ. Mà muốn chúc cho nó ngon miệng á là giờ hai vợ chồng phải khui ra hết cái tâm sự đó nha. Thiệt. Đúng rồi. Khui xong cái là tự nhiên thoải mái, đầu óc không có ấm ức cái đúng gì rồi. Dạ. Có nhiều nó nói hết cái tối nay về tự nhiên đấy. Đó, lặng liền. Chín tháng 10 ngày sau là đẻ thêm đứa nữa. Thiệt. Nãy giờ thấy Dũng im lặng quá. Dạ. Thôi giờ mời Dũng khai mỏ đầu tiên. Ha, ổn định xong ha, tôi uống hộp sữa xong chút cái dính liền. Vợ con thì nói chung là tại thời điểm này thì vẫn còn nhiều tật xấu. Tật xấu của vợ bây giờ là bừa bộn lắm. Bừa bộn sao cụ thể? Cụ thể là làm cái gì xong là không có cất lại cho gọn gàng ngăn nắp gì hết. Quăng tứ tung. Lấy cái gì ở đâu không bao giờ để ngược lại đúng chỗ đó. Đúng rồi. Sao giờ nhiều người đứa bị lắm luôn á. Vậy hả? Ừ. Chị có không? Không. Chị là chị tuyệt đối không thích cái chuyện đó. Vậy hả? Mà nhà chị ngoài chị với mẹ chị ra thì ai cũng bị cái bệnh đó. Có nghĩa là lấy xong là dục tại chỗ, không có cất trở lại chỗ cũ. Vậy hả? Ủa nhưng mà thường là cái người dọn chiến trường là chắc dục đúng không? Dạ đúng rồi. Có khi nào hai đứa nhỏ nó phụ ba dọn dẹp? Giờ hai đứa lớn rồi biết phụ ba này giỏi. Nghĩa là ba cha con coi như dọn dẹp. Đúng rồi, giờ ba cha con dọn dẹp. Tính xấu với vợ con tiếp là mua sắm online nhiều lắm mà mua không xài.
Bệnh thời đại của các bà. Bệnh thời đại. Đó, nghiện mua sắm. Mua lô luôn, chứ không phải là mua từng cái nữa. Đây mua nè, lô. Cái cô vợ trước coi như là mua sắm mà 2 năm, 2 năm rồi chưa mở hàng ra luôn. Đó, hết đáp dục luôn. Con mua gì là anh sợ con là vậy nè, là quần áo em mua còn nhiều, còn nhanh hơn tốc độ anh mua móc nữa. Là một lần con mua là con mua, con thích đồ bộ lắm. Thế là một lần con mua là con mua 30 bộ, 20 bộ, 30 bộ. Trời ơi. Kiểu không có chuyện. Nhà con ở chỗ nào là cô làm phòng xóm. Hiểu không? Hai chị em mình dọn tới. Nó mua hơi mấy chục bộ sao bận hết. Qua lụm. Mình làm hàng xóm mình chia bớt mặc giùm. Trời ơi chị mặc được, em mặc sao được? Con Liên. Ờ đó vợ vợ em. Vợ. Kệ nó. Ừ, không nó xả nào mình hốt cái đó. Vậy đi chút xíu tôi lấy địa chỉ. Cái ảnh cứ chọc con rồi nói sao đồ bộ anh thấy mẫu nào cũng giống mẫu nào mà, cái con mới cãi lại làm gì có khác màu nhau mà. Cái có một lần con cũng vì cái chuyện đó mà con bỏ về ngoại một lần luôn. Là giận nhau. À, dạ. Có bữa đó con đi công việc nên con không có ở nhà thanh toán tiền. Thế là nhờ ảnh thanh toán giùm. Ảnh cầm nguyên một đống đồ bộ của con, xong ảnh con vừa về một cách ảnh hầm hầm cái mặt xuống thầy mua. Cái con nghe vậy con tức lên, cái con cuốn gói con chạy thẳng về nhà ngoại con. Cái ngay con về ở dưới đó. Thế là nó giận á, kiểu giận lên là nói à chứ có mỗi cái bộ đồ mà cũng ngồi cầm ràm nữa, anh trả thì em đưa tiền lại cho anh thôi, làm gì anh khó khăn với em quá vậy. Cái thế là con phóng thẳng về ngoại con. Về tới nơi cái hai xu ba nó mới xì xầm với xu, gọi xu xu lên gọi điện thoại kêu ngoại kêu mẹ lên thành phố đi. Cái xu nó gọi điện thoại về gặp bà ngoại. Bà ngoại mới hỏi ủa gọi về anh chứ vậy, ngoại cho con gửi mẹ con, cho con ký gửi mẹ con ở ngoại vài hôm nha. để khi nào ba rảnh thì ba xuống nước rước về. Cái ngoại nói ủa mẹ đứa nào đó nó chăm đi chứ, tự nhiên ký gửi không có nuôi không có chứa. Nghe thấy là nó gọi nó lại lay ba đó, bà ngoại không chứa kìa, mai về lẹ đi không tối là mất mẹ. Đó là cái mà một cái câu nước là thấy nó mâu thuẫn không? Dạ. Tôi mua có con bộ. Mà thật ra là có mấy chục bộ lần đúng không? Tôi mua có con bộ à, làm gì dữ vậy? Mà thật ra tới mấy chục bộ rồi. Mà hai đứa nhỏ nhà con á lại thích mét. Thế là gọi điện thoại lên mét bà nội luôn. Nói nội, mẹ Trang bỏ về nhà ngoại vì ba không mua đồ cho mẹ Trang. Con tưởng bà nội la, ai về bà nội cầm điện thoại nói ba Dũng đâu rồi, đưa đi ba Dũng đây. Cái bà nội làm một hơi cho chồng con luôn. Trang nó thích mua gì cho nó mua, tự nhiên la nó gì cho nó bỏ về ngoại là một hơi xong ba. Lật đật ngày hôm sau là ba cha con phóng thẳng về Vũng Tàu đón mẹ lên. Mà đón mẹ là đâu phải đón không đâu, phải mua chuột, mua tặng cái iPhone đập cho thẳng trán vậy nè mới chịu lên thành phố. Trời. Quá dữ. Lỗ nặng. Coi như mình kinh nghiệm lần sau tôi kể nó đi. Kể nó cho nó. Nhưng mà tốn iPhone nó sắp tới 14 rồi nè. 14 ra rồi. Rồi gì nữa nè. Mua bộn nè, rồi mua sắm online nè. Thức khuya. Thức khuya. Dạ, thức khuya, cầm điện thoại có phim thức khuya. Thức khuya. Vậy là bên cạnh đó thì cũng nóng tính mà mỗi lần giận con là không có nói ra liền đâu, cứ dồn nén bao nhiêu việc nhỏ nhỏ lại để sau đó xả một cục bự vậy hả, xong rồi đi về bà ngoại. Đi về bà ngoại quá trời quá đất nhỏ này rồi. Đâu có, đi về bà ngoại là mới đây thôi cô. Còn trước đó con giận con chơi kiểu khác nữa. Vậy con kiểu ở trong nữa? Phòng con khóa cửa lại quá trời quá đất rồi, con ở trong phòng con nhốt lại mà không ăn cơm. Thế là họ nhìn ăn một ngày ba cha con quấn quá nên leo rào đập cửa sổ chui vô. Mở cửa rồi thấy hai xu chạy vô ôm mẹ, nói thôi mà mẹ đừng có giận ba nữa, mới đây thôi là mới là giận theo kiểu là bỏ về ngoại chứ trước đó là con ở trong phòng vậy không thèm nói chuyện. Vậy thời iPhone 13 đúng không? Đúng rồi, vừa rồi là con mới được cái iPhone 13. Con đợt trước thì quần áo mua chuột lại bằng quần áo. Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì Dũng? Dạ mong muốn vợ thay đổi là vợ con được cái nấu ăn ngon lắm. Dạ thì xin nấu ăn cho ơi. Ông nịnh quá, ông vừa cho hai vợ cho ba kể tao 4-5 tội xong bây giờ bắt đầu ông nịnh là nấu cơm ngon. Phải con phải mong muốn là vợ nấu ăn nhiều đó, lên đây phải cho mình được thưởng thức món ngon lâu lâu. Bộ nhà ít nấu ăn lắm hả? Dạ không, ít nấu. Nấu cái là gì là tật xấu nữa nghe, người là không thích nấu ăn phục vụ chồng. Trời ơi. Đâu có đâu, trước là con nấu nhiều nhưng mà sau này thì công việc của con khá bận. Vừa nghĩa là không sắp xếp thời gian vào bếp nấu ăn cho chồng. Đúng rồi. Thành ra là con, nhưng mà khi mà chồng có thèm món gì á là con cũng vào bếp nấu được món đó đó. Chồng đang thèm đây nè, chồng bây giờ thèm con á là phải chịu khó nấu ăn nhiều hơn nữa. Nhớ nha, hạnh phúc là chọn lựa. Đúng rồi. Chọn rồi á là phải giữ. Nghe chưa? Đó. Mà giữ bằng cách nào đơn giản quá,
Chị ước có nấu ăn ở nhà nhiều thôi. Nấu đồ bổ đi, cho anh ăn đi. Rồi sẽ có thêm một thằng con trai xuất hiện. Thấy chưa? Rồi bây giờ tới con đó. Con á, con thấy ảnh đó tính anh hay càm ràm lắm con. Kiểu giống như ví dụ như mình biết, ví dụ con làm gì đó sai thì anh nói con một lần là con ghé thôi. Nói hoài. Ông cứ nói lui, đi lên ông cũng nói, đi xuống cũng nói. Cái con nói ghé một lần được rồi. Con nạt ổng lại cái ổng mới chịu im. Là cứ hay càm ràm. Còn gì nữa? Cái thứ hai, cái tiếp theo nữa. Có bừa bộn không? Không, anh gọn lắm. Đứa bừa thôi. Anh gọn dữ lắm. Bởi vì phải hỏi chứ. Trời, biết đâu mẹ nó cũng bừa nữa. Cậu ai nhỏ. Anh gọn đến nỗi mà con mà lỡ quăng đồ ở đâu là con chỉ cần hỏi ổng là con để đâu rồi là ổng chỉ cho con. Nghĩa là sạch sẽ ngăn nắp. Dạ đúng rồi, anh rất là sạch sẽ ngăn nắp. Nghĩa là có sạch sẽ. Tại vì có những ông chồng nha, một ngày tắm 3-4 lần luôn, rất là quá sạch sẽ luôn á. Thì ảnh có gì không? Hoặc là vô nhà là không thấy một hạt bụi luôn. Một con bụi, phải nói một con bụi. Đúng rồi. Ảnh sạch, ảnh rất là sạch nha. Ngày tắm một ngày có thể tắm 2 lần chứ con là 2 ngày tắm 1 lần. Chà, tự khui luôn. Vậy là cái tật xấu cái gì? Bổ sung, bổ sung. Làm miếng tắm. Đó. Rồi kể tiếp nè con. Tật xấu của ảnh nữa là ảnh ít khi lãng mạn mà không biết cách thể hiện á con. Thí dụ. Ví dụ như kỷ niệm ngày cưới đi, hẹn hò ha. Thì ảnh cứ làm một cái, ảnh thích đặt ở nhà hàng nào, thích đặt món gì là quyền của ảnh mà. Mình chỉ cần tạo cho mình bất ngờ là em ơi tối nay đi ăn với anh rồi chở tới điểm hẹn thôi. Đằng này anh hỏi em, anh chọn cái nhà hàng này, cái hình ảnh như thế này, món ăn như thế này có được không em? Cái nó hết đâu cái sự lãng mạn. Lãng xẹt luôn. Nó thành lãng xẹt luôn, có nghĩa là con biết hết mức tiêu rồi. Thành ra là con không thấy cái độ ấn tượng ở đó rồi đâu nữa. Cho đi học đăng ký sân khấu kịch Hồng Dân. Rồi. Đó, đi học đạo diễn. Đơn giản lắm. Để tạo một cái sự lãng mạn cho người phụ nữ hoặc là cho đối phương, đơn giản. Chỉ cần tạo một cái sự bất ngờ thôi. Chỉ cần người ta bước vô, người ta có một cái gì đó tôi wow luôn cái. Đã là mà bạn con đã tạo có lên một cái chuyên gia tạo bất ngờ cho ảnh. Nhiều khi ảnh đâu có biết con làm gì đâu. Thôi chút nữa tạo bất ngờ luôn đi. Đâu, bây giờ nếu con về con mong muốn sao? Con mong muốn chồng con con mong muốn là anh chồng của con thì có thể lãng mạn hơn. Tập học học ở đâu cũng được á, miễn sao mà tạo một sự bất ngờ gì đó cho vợ, để đừng cho vợ biết trước cái gì hết. Cái gì cũng biết hết trơn rồi. Với lại là dành nhiều thời gian để đi du lịch với con nhiều hơn. Có thể là cùng con quay video nhiều hơn để xây kênh TikTok cho bé Su nhà mình. Anh khỏi cầm ra đâu, sẵn đây con mời hai bé lên đây. Mấy hai bé lên, hai bé này như cũng nổi tiếng TikTok rồi nè. Nè con lên đây. Quê nào? Hai bé Su hả? Dạ, Su chị, Su em hả? Su chị, Su em, Su nhỏ một Su qua ba, Su qua một Su qua ba, một Su. Con ngồi đây. Rồi hai Su, con chào. Con chào bà đi, con chào ba. Con chào bà Hồng Vân. Con chào ông. Ông Quốc Thuận. Ông Quốc Thuận. Cầu được ước thấy rồi đó, là mới nói đứng đứng dậy. Con chào quý vị khán giả đi con. Con chào quý vị khán giả. Dạ. Rồi. Hai Su, tức là hai bạn này là có một kênh TikTok đúng không? Dạ đúng và rồi. Và bây giờ cái lượt follow cũng rất là cao. Dạ được thì... 2,1 triệu lượt theo yes. dõi. Vậy thì những content các bạn xây dựng cho các bạn á thì hướng về những cái chủ đề gì? Gia đình vui vẻ và hạnh phúc ạ. Kiểu ba dẫn Su đi mua quà hoặc là ba đưa Su đến trường như thế nào. Rồi một ngày Su ở nhà nấu ăn với mẹ như thế nào. Có nghĩa là video đó là quay những cái vlog bình thường trong cuộc sống thôi. Mà thể hiện được sự hạnh phúc của gia đình. Ai vô cũng comment là sao mà gia đình cô nhà Su hạnh phúc quá vậy. Ước gì ba mẹ con cũng quan tâm con nhiều giống như ba mẹ Su quan tâm Su. Hầu như là những comment như vậy. Su đọc được chưa? Su đọc được chưa? Dạ đọc được rồi. Con cũng vậy đó. Con đọc được chưa? Con đọc được những comment mấy bạn gửi không? Để mỗi đọc vậy con vui không? Vui hả? Su năm nay lớp mấy rồi? Su năm nay lớp mấy? Lớp 2 là sinh năm 2015 đúng không? Bằng với Candy con gái của thế còn Su, Su em con chào đi. Su em, Su em năm nay lớp mấy? Lớp lá 2 hả? Bằng không? Bằng với cô nhà em không? Bằng luôn, 2017 đúng không? Dạ đúng rồi. Bằng luôn rồi. Rồi Minh Trúc. Ok, quá đẹp đôi, một đội hình quá đẹp. Đúng chưa? Dạ. Tuy nhiên cần phải có thêm nữa. Phải có thêm một bạn nữa để cho đội hình nó cân đối đúng không? Rồi xin chúc cho hai vợ chồng Dũng với Trang ha. Dạ. Sẽ cùng với gia đình Su lớn, Su nhỏ sẽ luôn tràn đầy tiếng cười, yêu thương nhau nhiều hơn
các bạn đang hạnh phúc bởi vì các bạn đã có một sự lựa chọn cho mình. Hạnh phúc là lựa chọn. Và anh chúc cho qua năm sau sẽ có một thành viên mới nữa. Có thể đó là hai bạn trai. Sinh đôi luôn. Hai đứa con trai đến với gia đình của Trang và Dũng. Cảm ơn chú Thuận. Rồi, chúc mừng em nha. Dạ rồi, cảm ơn chú Thuận.